Bà Sa Đức Huy xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, bà Sa Đức Huy đang có mặt ở vườn vườn nhà. Hôm nay thì mới có thời gian ở nhà ngắm cây và ngắm những cái tác phẩm tâm huyết của mình. Và trước mắt quý vị là cái tác phẩm có tên là Long Ẩn Vân. Cái tác phẩm này đang đâm lộc cực đẹp. Và cái thời điểm này thì chưa phải là cái thời điểm đẹp nhất, nhưng cái cảm giác khi chúng ta lọc dăm ra và đâm cái lứa lộc mới, chúng ta cảm thấy rất là thích thú. Và quý vị hãy xem và cảm nhận. Hôm nay Bà Sa Đức Huy sẽ quay chi tiết cho quý vị ngắm tác phẩm Long Ẩn Vân. Đây là cái tác phẩm chưa xong hẳn quý vị nhé. Và chúng ta cũng gần như là được cảm nhận cái bố cục gần như tương đối rồi. Còn một số những cái chi tiết nhỏ thôi, cần phải hoàn thiện lốt thôi. Đây là cái tác phẩm của Sa Đức Huy cũng đặt rất nhiều những cái tâm huyết. Rất nhiều tâm huyết quý vị ạ. Và hiện nay chúng ta nhìn thấy bóng mái. Bà Sa Đức Huy cảm thấy rất là ưng ý. Bởi vì kính thưa quý vị là mình có nói hay đến mấy thì không bằng là mình thực hiện. Và cái thực hiện thì cái sản phẩm của mình thì là cái câu trả lời chuẩn nhất. Thì Bà Sa Đức Huy cũng cần phải học hỏi rất nhiều. Nhưng mình rất là vui khi những cái tác phẩm của mình gần như là tác phẩm nào Bà Sa Đức Huy cũng tự tay xây dựng. Có những cái tác phẩm thì làm mười mấy năm rồi. Đấy, như cái tác phẩm ngay trước mắt quý vị, cái này cũng làm mười mấy năm rồi. Và còn rất nhiều tác phẩm. Thì tác phẩm này thì Bà Sa Đức Huy mua về bố cục lại, thì với những cái dữ liệu có sẵn và phát triển thêm, thì đến bây giờ là 5 năm rồi. 5 năm rồi nhưng mà vẫn chưa xong hẳn. Thì cây này thì sẽ cần ít nhất là 1 năm đến 2 năm nữa để hoàn thiện. Sẽ khoảng 2 năm nữa quý vị, 2 năm nữa thì mỹ mãn. Nói như vậy là khi về với mình là phải mất 7 năm. Bà Sa Đức Huy phải phát triển thêm chẳng hạn như là những cái bông này. Bông này là cái điểm nhấn mà Bà Sa Đức Huy phát triển thêm và rất là thích cái đường nét đó. Cái đó là cái để tăng cái sự kết nối giữa bố cục cây. Và quan trọng hơn vào đằng sau nữa thì còn chúng ta nhìn thấy những cái cành la, cành bổng và có thể gọi là cành phong. Chúng ta có nhìn thấy. Mà bên này thì một cái bông thả ở đây nữa. Sau này sẽ đang phát triển, chúng ta nhìn thấy cái mầm đây này. Và tử cũng chưa được phải to hơn một chút nữa. Như vậy để quý vị thấy được theo thời gian thì tác phẩm trong mắt quý vị sẽ còn Bà Sa Đức Huy còn vừa xây dựng mà vừa làm sẽ còn đẹp hơn nữa. Tác phẩm đã vào được cái chậu đắp tay và với chiều cao từ mặt chậu của tác phẩm Long Ẩn Vân này rơi vào khoảng 1m37. Một cái chiều cao cũng là cái cây tầm đại. Mà chúng ta sẽ sang mặt đối diện để chúng ta ngắm bông tàn từ trên xuống. Vị sẽ thấy Bà Sa Đức Huy lợp bóng thế nào. Nên Bà Sa Đức Huy sẽ quay kỹ cho quý vị. Vị sẽ ngắm từ trên xuống, ngắm từ trái qua phải để cảm nhận tác phẩm này.
bố cục bà xã đâu đi làm tính toán rất kỹ quý vị nhé. Thì kỹ trong mắt bà xã Đức Huy thôi, không biết là quý vị thế nào. Bà xã Đức Huy cần thêm ý kiến của quý vị, rất cần những ý kiến đóng góp để xây dựng tác phẩm ngày một quý hơn, đẹp hơn. Bà xã Đức Huy quý vị hiểu cho bà xã Đức Huy cái thời gian 5 năm rồi, từ những tác phẩm không có một cái gì, gần như là một cái một cây bỏ hoang. Và về mình thì bố cục hiện nay thì chúng ta nhìn thấy, bác Sa Đức Huy đã nhìn thấy có hồn rồi, cái thành quả của mình 65 năm. Hy vọng thời gian ngắn nữa, khoảng 1-2 năm nữa thì cũng có thể mang ra khoe mời quý vị. Thưa quý vị, ở vườn bonsai Đức Huy thì có rất nhiều cây không tư duy được, tính toán rất kỹ và cuối cùng sẽ phải cắt. Và có như tác phẩm này thì gần như là ta tận dụng được, có cái thì tận dụng được quý vị nhé, nhưng có cái thì không thể tận dụng được. Và quan trọng là mà quý vị và bác Sa Đức Huy cũng phải tính toán khi mà cắt bỏ một cái cây nào đó, chúng ta phải tính toán hết nước. Đây, ví dụ như cây này quý vị ơi, đây cũng là cái cây cổ, nhưng khi vừa về bà Sa Đức Huy thì bà Sa Đức Huy hạ ngọn luôn cái ngọn này. Và đến nay cũng phải 5 năm rồi, 5 năm rồi chưa xong. Đấy, chúng ta thấy thời gian rất lâu, nhưng mà bắt buộc phải hạ quý vị ạ. Đấy, như cây này là phải hạ. Và cây này cũng vậy, đây cũng là một cái cây xanh cổ. Khi về Bồ Sa Đức Huy thì Bồ Sa Đức Huy sẽ định hình lại, định hình cái đường đi từ tay chi đến đường thân. Thì chúng ta sử dụng được cái gì thì chúng ta sẽ giữ lại cái đó. Và ngọn này cũng phải giật lại để lui lại, ngọn này phải mưa lại quý vị ạ. Thế thì đấy, tại sao mà không cắt, tại sao cắt, thì chúng ta phải tìm ra một cái bài toán có lời giải tốt nhất. Và đây quý vị ơi, đây là một cái cây xanh cổ nữa. Thì tại sao cây này thì gần như bông tàn có rồi, bà Sa Đức Huy lại phải hạ. Chúng ta nhìn thấy bà Sa Đức Huy cắt. Và cắt thế này thì cũng sẽ một vài quý vị sẽ bảo là hơi dài, nhưng mà Sa Đức Huy cũng tính toán hết rồi. Thì thế này là hợp lý. Bởi vì ngày trước bóng dài lắm quý vị ạ. Và một cây cổ như này thì đây thì mình chỉ giật vào một chút thôi, thu vào một chút thôi, nên sẽ mất không nhiều thời gian, chắc chỉ khoảng 3 năm. Và dữ liệu đây quý vị ạ, ví dụ như là đây, bà Sa Đức Huy sẽ mầm đây và ra bông luôn. Bên này như vậy, quý vị hình dung như vậy, đây cũng có sẽ ra bông luôn. Nên là nói như vậy để quý vị nhìn thấy được là khi mình bắt đầu ra bông, thời gian nữa là bà Sa Đức Huy ra bông được. Thế vì chỉ 3 năm thôi thì mình thu vào, mình mới bố cục lại, mới cây mới chuẩn chỉ, mới nghệ thuật. Nên như cây này thì quý vị bắt buộc phải thu vào. Chúng ta nhìn thấy đường thân ấn tượng thế này. Đây cũng là cái tác phẩm mà Sa Đức Huy đặt rất nhiều kỳ vọng, và chắc chắn sẽ theo thời gian sẽ có câu trả lời cho quý vị. Một cây cổ cốt chậu ấn tượng thế này mà quý vị.
Như tác phẩm này thì Bossa đã huy lên demo xong mới cắt. Như quý vị hình dung là lên demo xong mới cắt thì chúng ta sẽ tận dụng được, và chúng ta sẽ biết cắt ở đâu, biết bỏ ở đâu và giữ ở đâu. Còn chúng ta cứ hạ cưa, cứ chỉ chỗ này dài thu vào, chỗ kia dài thu vào, thì chúng ta sau chúng ta có thể là mất rất nhiều những cái dữ liệu quý. Còn như cây này thì với cá nhân Bossa Đa Huy demo demo là như thế nào, cần làm thế nào, cần giữ cái nào, cần bỏ cái nào, thì chia sẻ thêm với quý vị như vậy. Thưa quý vị, Bossa Đa Huy hôm nay thì có thời gian chia sẻ một cái thước phim ở vườn nhà. Thì hôm nay thì chứng kiến tác phẩm Long Ẩn Vân ngay trước mắt quý vị đang ra cái lứa lộc non rất là đẹp, và cũng chia sẻ cho quý vị, và sau nữa thì cũng chia sẻ thêm một cái câu chuyện, đó là tại sao những cái cây Bossa Đa Huy lại có những cái cây giữ lại để co kéo định hình, có những cây thì lại phải thu vào. Thì Bossa Đa Huy vừa rồi chia sẻ thì chắc quý vị đã hiểu là như thế nào. Thì đến đây Bossa Đa Huy xin phép quý vị được dừng lời đây. Bossa Đa Huy chúc quý vị chơi cây thành công hơn nữa trong cái đam mê cây cảnh này. Thì đến đây thì xin được chào tạm biệt quý vị và hẹn quý vị ở video tiếp theo. Cảm ơn quý vị rất nhiều.